Dạ, em xin chào quý khách hàng đã quay lại kênh Bất Động Sản Đất Việt ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên xin kính chúc quý cô chú và anh chị được sức khỏe, công việc làm ăn phát tài phát đạt nha. Thì hôm nay gia chủ có gửi bên em một cái căn nhà giường anh chị. À, nhà thì rất là rộng rãi, rất là thông thoáng luôn ha. À, trước cũng là máy tiền chế nè, à, rất là cao, trên mức 6 luôn, nên rất là thông thoáng, rất là mát. Do xung quanh cái căn nhà mà anh chị có cây ăn trái á, như là sâu chê nè, sồi nè và một số cây trái khác ha, nên xung quanh rất là mát nha anh chị ha. Lên tổng diện tích căn nhà giường của mình anh chị là 3.660 mét vuông nha anh chị, nguyên căn nhà và đất của mình luôn á. Cái hướng căn nhà giường bên đây chị là hướng tây nam nha anh chị. À, xung quanh là một cái giường cây trái chị ha, mua là về có quyền lợi liền. À, có thu nhập hàng tháng luôn chị ha, sao bị chê nè, trồng trên 10 năm. À, một tàn là rất là to chị ha, mấy cây cam sơ chê này là rất là lâu năm rồi chị ha, trái sơ chê này quanh năm. Từ cái vị trí căn nhà giường mình á, đi về ra thẳng đường này nè, trước cổng nè, đây là cái cổng mình chị ha. Hiện tại thì chủ đang mới làm cổng hàng rào đó, nhưng mà do làm ăn khó khăn kinh tế nên giờ đành phải bán anh chị ha. Đi thẳng đường này là đường xe máy anh chị ha. Đó, nếu mình đi ra đường ô tô á, là khoảng là 300 mét đổ lại nha. Còn mình đi ra đường tỉnh lộ 876 anh chị, chỉ có là 450 mét thôi. Đó, mình đi thẳng đường này nha. Đường này hiện tại là đường đan xe máy nha anh chị. Ở đây có đường nước công cộng nè. Đó, đường nước công cộng thoát nước nè. Ở đây nước ra vô rất là thoải mái luôn. Đây, cái kinh lớn thì mình ra khoảng là 3 cây số. Ra xa sông lớn nha. Còn sông nhỏ là khoảng là cây rưỡi số thôi. Địa chỉ cái căn nhà vườn mình là ở ấp Mỹ Thạnh, xã Sông Thận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Từ thành phố Mỹ Tho anh chị đi về tới căn nhà vườn mình cần mua là 12 cây số, còn cách thành phố Hồ Chí Minh tính từ bến xe miền Tây á là 68 km nha anh chị. Ở đây thì em thấy thì có khuyết điểm đó là nằm vị trí căn nhà mình đây là đường cùng. Nó được cái là xung quanh hàng xóm rất là đông nha. Còn khuyết điểm thứ hai là cái căn nhà vườn mình nó thì chưa thu cư. À, còn cái cuối cùng là cái khuyết điểm nhỏ nhỏ là cái mặt tiền mình nó ít, không có nhiều chị ha. Mặt tiền mình đây chỉ có là 7 mét thôi. À, chiều sâu là 100 mét nhưng mà được cái bù qua là căn nhà vườn mình nó nở hậu rồi là 50 mét chị. Nó nở từ từ ra chị ha, 50 mét là rất là rộng nha chị ha. Đây cái cổng mình nè, làm đơn giản là hiện tại thì đang làm cổng rồi chưa có tô nữa, chưa ốp gạch nó mà bắt đầu làm ăn khó khăn rồi. Đó, thì giờ hai chồng phải chạy tới lui lo tiền không được, giờ phải kẹt quá bán luôn chị ha. Ranh giới là từ vị trí ở bên tay phải nè chị ha, giáp với cái đường nước nè. Đó, từ cái hàng rào ở đây xây tường lên là 2,5 mét nè, qua bên tay trái mình tới cổng nè. Đó, chỉ có 7 mét thôi, được cái là nở ra là 50, rất là bự chị ha, rất là lớn luôn. Còn cái nhà bên tay trái mình là nhà của gia đình, đó, nhà của cha mẹ, còn nhà bên tay phải là nhà con chị ha. Rồi em xin mời chị ha, em sẽ đi vô bên trong căn nhà mình tham quan từng chi tiết nha. Hoàn cảnh đó chị không, rất là yên bình, rất là thoải mái luôn. Mình về mình làm hàng rào ở bên tay phải chị ha. Đó, bên tay trái thì xây bức tường một đoạn thôi, còn một đoạn thì chưa làm xong nha anh chị. Đó, về đây thì mình làm tiếp cái hàng rào, kéo dây chì hay là kéo lưới 70 rồi chị ha. Còn cái này là đường nước công cộng, khoảng là 1,5 mét nha anh chị. Đó, quay kỹ cho quý thèm nắm rõ luôn nha. Còn đây cũng có cái nhà vườn nè, bên tay phải mình nè, hàng xóm anh chị nha. Đây nước thì anh chị xài rất là thoải mái rồi, đây là xài nước ngọt anh chị ha, đây là không có mặn nha anh chị. Còn ở đây là nước sử dụng để mình rửa chén bát là nước máy. Cây nào cái nấy to đùng luôn chị không, sao bị che nè. Này có mấy chục năm mà không phải ít anh chị ha, trên 10 năm mà, rất là to. Căn nhà vườn mình đây thì không màu mã, không có vướng dây điện cao thế gì hết nha anh chị. Chiều sâu bên tay trái thì chỗ xây bức tường cao là 2,5 mét, sâu vô khoảng được 30 mét đến ba mấy mét anh chị ha. Còn đây là máy tiền chế thì làm rất là rộng, rất là thoáng luôn, chị thấy rất là rõ rồi. Ở đây thì nhà mình có đám sinh nhật,
đám giỗ, đám cưới, đãi nhà rất là thoải mái luôn. Nó không cần ra nhà hàng luôn chị ha. Nó có sân nè, đã lót nền, nền nhà cọp thì cọp vuông, đã cũng ốp gạch, rồi ốp lên tới la phong luôn, toàn bộ căn nhà. Đó. Sân thì không bên phải, bên trái rất là rộng anh chị. Ở trên thì cao ga quan sát nhà các chị thấy không? Hai ba cái luôn nằm ở trên trái ha. Ở đây thì mình có một cái bàn đá ha, ngồi tiếp khách hay là uống trà ở trước đây anh chị ha. Cửa phòng khách mình đây á, là cửa bằng sắt lồng kiến nha anh chị. Bên tay phải mình có một bức tranh nữa nè, ốp gạch nè chị, rất là đẹp nha. Rồi em sẽ đi vô căn nhà mình tham quan trước, rồi em sẽ đi ra cái ranh giới phía sau đất và giường bên trái mình tham quan nha. Như quê thường là xây nhà rộng rãi thoáng là đi thiết kế theo chữ L nha chị ha. Đây là cái không gian. Không gian đây là vị trí của gia đình. Thì một số vật dụng thì đồ đạc thì chủ cũng chuyển đi nơi khác thôi. Còn một số thì để lại chưa có dọn hết nha chị. Đây là không gian cái phòng khách của mình anh chị ha. Bên trong căn nhà thì gia đình mình anh chị đã ốp gạch cao là 2m2 anh chị. Toàn bộ căn nhà thì chủ đã đóng la phông hết rồi, vậy thấy không? Rất là mát mẻ luôn anh chị ha. Bên trái bên phải đều có không gian cửa sổ rất là thông thoáng nha anh chị. Rồi em xin mời chị ha, em sẽ đi ra không gian phòng ngủ, không gian bếp và phía sau giường bên trái cho mình xem kỹ nha. Đây là phòng đầu tiên. Ở đây thì phòng ngủ nào cũng có không gian cửa sổ hết nha anh chị. Máy lạnh thì gỡ đi rồi. Còn màn giường nệm thì còn anh chị nha. Đây là phòng thứ hai, còn là phòng con có chủ nè. Em thấy thiết kế phòng cũng rộng chứ không có nhỏ chị ha, rất là thoáng luôn. Còn đây là không gian phía sau, phòng thứ ba. Nhà thiết kế 3 phòng này rất là rộng anh chị. Này phòng mình cũng có gia đình, có mấy đứa con, có chủ luôn. Đồ đạc còn rất là nhiều anh chị ha. Mấy gấu bông rồi nè. Có chỗ từng bàn, từng điểm vậy nè. Quá trời lên chị ha. Còn đồ rất là nhiều, chủ chưa dọn hết nha. Không gian bếp rất là rộng chị thấy không? Đây có bàn cơm rồi cửa sổ. Không gian rất là thoáng nha. Hiện tại thì không có điện anh chị ha, nên hơi tối để bắt cái đèn lên cho mình xem nó dễ nha. Đây là cái tủ chén anh chị ha, để đây. Đây thì cách để mới để đỡ luôn, lúc trước để ngoài chị. Đây là nhà tắm, nhà vệ sinh bên trong anh chị ha, rất là rộng rãi luôn. Gia chủ cũng lót nền, ốp gạch rồi anh chị nha. Đây là một cái sàn nước rất là rộng đây nè. Để mình rửa nồi, chén bát đây, rất là thoải mái luôn. Còn đây là có cửa thoát hiểm phía sau ha, hiện tại thì chìa khóa thì không lấy mở được, chút em sẽ đi vòng ngược ra giường anh chị nha. Đây là phía sau căn nhà, đây cũng có kệ bằng inox để chén bát ở đây nè. Rồi, em xin mời chị ha, em sẽ đi ra cái không gian, giường bên trái mình tham quan từng chi tiết ha. Đây dành cho những cô chú anh chị nào gia đình mà nhiều thành viên anh chị ha, nên về để ở rất là thoải mái, rất là rộng, rất là thoáng luôn. Ở đây gào lại đây, tại vì lúc trước gia đình có nít anh chị, nó làm cái gào đây nè. Đây phía sau căn nhà mình là một cái giường Sambuchi hả, chỉ có là sồi, ổi, bưởi có vài cây thôi. Đây là chủ yếu là sâu chê là nhiều nhất nha anh chị ha. Một cái giường rất là đẹp luôn chị ha, rất là mát mẻ luôn. Hiện tại thì gia chủ thiếu người chăm sóc á. Hiện tại thì cần bán nên vỏ này chưa có bán được.
Đó, thì bữa giờ có gửi bên em nhưng mà em cũng đi hướng về Trà Gạo và Công nhiều đó, thì mới giờ có thời gian mới qua đây quay cho chủ ha. Chủ cũng gửi được tầng hai tầng rồi, hiện tại thì thiếu phân thiếu thước nè, đó thấy không, không có tưới không bốc phân, hiện tại thì cây đang xuống cấp nha anh chị. Em thấy thì một số gốc cây đó thì em thấy thiếu nước nè đó, mình về mình mua được nhà này đó anh chị phải bón phân chăm sóc tưới rồi vô anh chị ha, để cho mấy cây nó bắt đầu nó sung lại anh chị. Đây phía sau căn nhà đây anh chị, đây mà chân võng nằm đây rất là mát luôn chị ha, rảnh gõ mình ra đây nằm ở đây nó rất là mát, rất là thoáng luôn. Tại cái tàn sâu chê chị rất là rộng, rất là lớn á chị, nhìn rất là thoáng luôn cái không gian cái giường mình nè. Ở đây thì chủ không có gắn hệ thống bích quay nha chị ha, mà gắn một số cái khoan nước à, đó cách khoảng 10 15 mét thì chủ sẽ gắn một cái khóa nè, đó để ống thông vô xong mình kéo mình tưới lên mình tưới anh chị nha. Rất là rộng nha anh chị, phía sau là nở hậu anh chị ha. Em sẽ cố gắng đi ra cái ganh cuối cùng chỉ ranh giới cho quýt hàm nắm rõ. Sở hữu một cái căn nhà vườn nở hậu, nhà thì rộng rãi được 3 phòng ngủ anh chị, rất là rộng rãi luôn, một phòng khách, một không gian giải trí, phía sau nhà tắm, nhà vệ sinh anh chị ha. Đây là chiều sâu bên tay phải mà anh chị ha. Con đoạn ở đây thì chủ đã làm gào rồi anh chị không, đó đất còn sớm làm phải mình chị ha, nhưng người ta làm rồi mình khỏi làm đó, chiều sâu bên tay phải con đoạn đã làm rồi, còn mình thì bên tay trái thì chưa, con đoạn thì xây tường đoạn thì chưa kéo lưới nha anh chị. Mình về nếu mình cho cái giường và căn nhà mà đẹp thì chị kéo lưới lại B40 chị ha, cho có ranh giới rõ ràng lại đẹp chị ha. Thì nếu mình mua chủ sẽ đo đạt lại cho mình một lần nữa chị ha, tại vì cái sổ này cũng đo đây khoảng mấy năm rồi đó, thì cái này phải đo lại cho mình nữa rồi xong rồi ra bằng vẽ mới ra bằng chứng nha anh chị. Đây là không gian phía sau, đây phía sau đây có dừa đó chị thấy không, đó, có dừa rồi chuối đó phía sau đó nè. Đất mình rất là dài nha anh chị. Đây phía sau đây dừa chuối rất là nhiều luôn. Đây, dừa thì cao đây không khoảng 1 mét rồi chị ha, có trái rồi nè, anh thấy không? Đây là cái ống thun nè, chủ gắn vô mình kéo tưới chị. Này là mình kéo tưới thì cực chị ha. Về anh chị có thể điều kiện thì có thể mình gắn cái hệ thống bích quay á chị. Đó, thì mình kéo cò dao làm tưới rất là tiện. Đây, đây có một cái ổ ong gùi nè chị ha, đây to đùng luôn, đây ổ ong gùi đây nè chị, hiện tại đang quay buổi chiều ha, thì cái phần bên loa phát thanh á bên xã chị rất là lớn, anh chị cô chú cũng thông cảm nha. Rồi để em chỉ cái ganh cuối cùng luôn, đây có phía sau có con gào đây nè chị, đây gào này các bà chủ kế bên đất nó làm chị ha, không phải gào mình đâu đó. Em thấy cái gào này kiểu này là xây bên đất người ta đó, thì đã có con gào rồi mình về khỏi làm cái sau nha chị ha. Đây là ranh giới cuối cùng của đất mình nha chị. Rồi để đem tạm dừng video ha, quý hàng cô chú nào quan tâm cái miếng đất và căn nhà vườn nằm ở xã Sông Thần, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ một số thoại màn hình, bên em có nhân viên được coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nhanh chị. Quý hàng cũng đừng quên có một like, chia sẻ, một nút đăng ký giùm hình để tương tác của em, để em có động lực quay những video mới tìm đất và nhà giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào ạ.